Hello anh em. Video hôm nay mình sẽ nói về cách nhảy lên ở trên không như này mà không cần dùng móc dây. Thì mình thấy có một bạn đăng clip video Trung Quốc múa ở trên không. Mình cứ nghĩ là anh em ai cũng biết rồi, nhưng mà bài đấy tương tác khá nhiều và cũng có kiểu có nhiều người chưa biết ấy. Thì hôm nay mình vặn phép mình sẽ chia sẻ cho những ai không biết nha. Còn những ai biết rồi thì thôi ạ. Đây. Cái này cũng khá là đơn giản. Đây, anh em chặn như này đúng không? Đó, bóc cái. Ship à. Đó. Ship à, ship lùi à. Tiến à. Đấy, nó chỉ được tầm chục cái thôi là chúng ta sẽ bị rơi xuống. Thì anh em có thể làm đến tầm 8 cái xong anh em móc dây là nó lại reset lại như bình thường. Đấy, chặn làm làm 8 cái như này đi. Đấy. Móc rơi một cái. Đấy, nhảy tiếp. Đó. Đó, ok. Vẫn để chính ở cái này là gì? Nhiều anh em bảo là nó chỉ đổ vũ khí xong rồi hâu thôi, nhưng mà nghĩa là bảo rồi nhưng mà nhiều anh em vẫn không làm được ấy. Thì ở đây nó chỉ có một cái này, nó chỉ có một cái key duy nhất thôi. Anh em đúng là phải đổi vũ khí xong hâu, nhưng mà cái key ở đây là anh em phải làm thật nhanh. Đấy, anh em sẽ giữ cách này, giữ cách đổi vũ khí hâu. Giữ cách nhá, đổi vũ khí hâu. Muốn anh em muốn nhảy cao hơn thì giữ cách, cách phát nữa đổi vũ khí hâu. Cái key ở đây sẽ là đổi vũ khí và hâu. Đổi vũ khí và hâu, đổi vũ khí và hâu. Đổi vũ khí hâu, đổi vũ khí hâu, đổi vũ khí hâu. Như của mình đang dùng ở đây, mình sẽ dùng lăn chuột và hâu là hâu hâu xanh ấy, là hâu bên trái. À, lăn chuột hâu, lăn chuột hâu, đấy, lăn chuột hâu, đấy, ship lăn nhảy lăn chuột hâu, đấy, lăn chuột hâu đó, ship nhảy lăn chuột hâu, đấy, kiểu như thế. Ok. Anh em nhớ nhá, cái key ở combo này chỉ là nhảy lên này, nghĩa là nhảy lên là không phải là một key, nhảy lên này, key của nó này. Nào, lăn chuột hâu, nhảy lên, lăn chuột hâu, nhảy lên, lăn chuột hâu. Đó, khi anh em làm thành thục rồi thì đã chẳng anh có thể như này cho nó cao lên, cho đỡ phải nhảy từ đất xuống. Đây. Đấy. Ship là nhảy lăn chuột hâu. Ship là nhảy lăn chuột hâu. Đó. Như cái chém hai cái đấy là xịt đấy. Chém hai cái đấy anh em lăn chuột hâu xịt đấy. 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 Đây, cao hết cỡ luôn nhá. Đấy. Đấy. Anh em là anh em cái này chỉ được 10 phát thôi, và khi hết 10 phát thì anh em phải móc dây để cho nó reset lại từ đầu. Đó, còn đây mình đã không móc dây, mình làm đúng chục phát rồi đây.